Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc những cây hoa phong lan đơn giản và rất dễ tại nhà, giúp cho cây phát triển được khỏe mạnh, luôn có rất nhiều nụ hoa. Để những cây hoa phong lan luôn được xanh tốt, khỏe mạnh hơn, hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Mười ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Nó sẽ giúp cho chất trồng luôn duy trì độ ẩm. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt, phát triển rất khỏe mạnh. Hãy để trong 10 phút. Sau đó hãy lấy ra. Khi sử dụng củ hành, phần vỏ này các bạn đừng vội bỏ đi. Nó sẽ rất tốt cho hoa lan của chúng ta phát triển nhanh hơn. Các bạn hãy cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy để cho nước này nguội. Khi những cây hoa lan mua về hoặc đã trồng lâu mà vẫn không có được hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Chúng ta sẽ bỏ hết những chất trồng cũ này. Cắt bỏ những rễ bị thối. Sau khi nước vỏ hành đã nguội, dinh dưỡng trong đây rất nhiều. Các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó hãy tưới trực tiếp vào gốc của cây. Các bạn nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho rễ của hoa lan luôn được bảo vệ tốt hơn. Và để như thế này trong 20 phút. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Và chúng ta nên áp dụng vào buổi sáng. Thì khi đến chiều, những chiếc lá này sẽ khô lại và hoa lan sẽ luôn được xanh tốt, khỏe mạnh hơn. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ thì những cây hoa lan này sẽ luôn được bảo vệ tốt hơn. Và cách làm này sẽ giúp ích cho những cây hoa lan yếu ớt và chậm phát triển. Cây sẽ luôn được hồi sinh, rễ rất khỏe mạnh.
Vỏ hành luôn rất tốt để các bạn chăm sóc những cây hoa lan của chúng ta tại nhà. Nó rất đơn giản và luôn hiệu quả nhất. Sau đó các bạn hãy sử dụng ngay nước này. Và chúng ta sẽ làm sạch những chiếc lá của cây hoa lan này. Nó sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, nấm, côn trùng, làm sạch lá hoa lan. Khi các bạn trồng lại, cây sẽ không bị nấm và côn trùng, rất hiệu quả. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và các bạn cho nước này vào. Hãy để như thế này trong 20 phút. Rễ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Sau đó các bạn sẽ lấy ra và phải luôn đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng thì những chiếc lá sẽ luôn xanh, cây sẽ luôn khỏe mạnh hơn, hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn yếu ớt và chậm phát triển sẽ được xanh tốt, bảo vệ khỏi nấm và côn trùng. Rễ sẽ được phát triển nhanh và khỏe mạnh hơn. Khi các bạn đặt vào nước hành thì rễ sẽ được bảo vệ và chúng ta trồng lại rất yên tâm. Và chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn có thể xem thêm những cách làm mà mình đã có chia sẻ rất nhiều trên kênh. Cho vào một ít rêu để giúp cho cây luôn được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.